Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy mài hai đá 300mm của Hitachi HUG-8 các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là công tắc, bật lên, tắt lại. Hitachi, tem, đá thô, và đây là đá nhuyễn các bạn ạ. Phía sau lưng của nó thì có một tem Hitachi, chính hãng, sản xuất tại Malaysia. Công suất của nó là 350W, 11,5kg. Vòng tua của nó là 2950 vòng các bạn nha. Đó, đá của nó là 200 các bạn nha. Rồi, tôi vừa giới thiệu xong các bạn về dòng máy mài hai đá Hitachi HUG-8. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.